Mỗi người đều từng gặp phải tình huống rất khó xử ít nhất một lần trong đời. Và nếu bạn chắc chắn mình là người thường xuyên không được may mắn, thì hãy xem video của chúng mình và bạn sẽ thấy rằng bạn đã sai. Mình tự hỏi các cô nàng đi giày cao gót như thế nào nhỉ? Chà, có vẻ rất tệ đây. Dù cho nó có hợp với mình đi chăng nữa, dường như chúng ta gặp được người mẫu của hãng Victoria's Secret rồi kìa. Ồ không, mình chỉ... Chà, buồn thật đấy. Tạm biệt. Ồ không. Ôi, tệ thật. Ồ, quay lại đây. Bạn quên váy rồi nè. Thật là một ngày đẹp trời mà. Ồ không, sao lại là mình chứ? Mùi gì ghê dữ vậy? Cái gì vậy? Đây là vết giày của bạn sao? Ôi, thật là xấu hổ kinh khủng luôn. Ồ, mình nghĩ mình ăn táo hơi nhiều rồi. Hãy vờ như không có gì xảy ra cả. Mẹ mình có cơ hội làm như vậy khi nào chứ? Ôi không! Hết pin rồi. Mình chán quá à. Có lẽ chúng ta nên chơi trò trốn tìm đi. 1, 2, 3. Trốn đi, trốn nhanh nào. Mình nghĩ mình tìm được nơi trốn hoàn hảo rồi. Ở đây hơi lạnh nhỉ? Cái xô thú vị đó. Ồ, một cái lâu nhà nè. Mình tin mình có thể bay được đây. Lắp trước khi dùng nha. Đủ rồi, đến lúc ra khỏi đây thôi. Cửa đóng rồi. Cứu mình với. Đến giờ ăn rồi. Mùi vị ngon tuyệt trần. Đúng vậy, mình là Gordon Ramsay thật đây. Ồ không, mình đã làm gì vậy chứ? Đó là quả trứng cuối rồi mà. Ăn mình đi. Chà, mình không thể làm gì khác được. Có chuyện gì sao? Nó khỏe hơn mình đấy. Đúng rồi, mình sẵn sàng cho kỳ nghỉ mát rồi. Bộ bikini mình yêu thích nè. Mình đang chụp bao nhiêu tấm hình đẹp đây ta? Gì chứ? Làm ơn đừng thông báo đó mà. Không. Sự kiện gây thất vọng thực sự của thế kỷ đây. Chào bạn. Bạn có bé cuốn dễ thương quá đi. Đúng vậy, chúng mình rất dễ thương mà phải không? Bạn thậm chí còn chưa xin phép mình nữa đó.
Đó là thứ bạn nên nhận lấy. Bạn muốn cắt ngắn chừng nào nhỉ? Chỉ một chút thôi, chỉ ngọn tóc thôi. Không sao đâu, làm thôi nào. À, bạn đã cắt ngắn bao nhiêu thế hả? Chỉ cần đăng ký kênh Okitoki và mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Dạ, mình sắp tắt nước rồi đây. Đến lúc đi tắm rồi. À! Ồ, xin lỗi. Ồ, rất tiếc, lỗi của mình. Mình ra khỏi đây thôi. Thật là một buổi tối tuyệt vời và bạn rất xinh đẹp. Như mọi khi vậy. Ờ, sao mình có thể? Đây không phải là thức uống ngon sao? Thật là một tình trạng đáng buồn mà. Anh ấy vẫn đang ngủ. Vừa đúng lúc để áp dụng các mẹo phụ nữ yêu thích rồi. Hoàn hảo thật. Chào buổi sáng. Mùi gì vậy? Mình không thể thở được nè. Ôi không, mình quên đánh răng rồi. Là lỗi của mình. Mình cần nhiều bộ trang phục đẹp hơn đó. Không, cái này không hợp. Cũng không phải cái này. Hoàn hảo nè. Đó mới là điều mình cần chứ. Ô trời. Mình có thể giúp gì không? Không không, không đâu, cảm ơn. Xấu hổ quá đi mất. Được rồi, đồ giặt xong rồi nè. Khoan đã, vớ của mình đâu hết rồi? Mình ngửi thấy mùi bột giặt nè. Bạn đang làm gì vậy? Mình đang tìm đôi vớ của mình. Cái gì? Đưa cho mình ngay đi. Được rồi. Mình đã nói ngay bây giờ mà. Anh ấy giận mình vì mấy đôi vớ kìa. Đúng là đồ keo kìa. Được thôi, 5 phút nữa mình sẽ đến. Son môi hạnh phúc của mình. Mình xinh quá đi. Chào cưng. Chuyện thường ngày ở huyện mà. Vậy, đây là cơ hội cuối cùng để gặp nhau trước khi khai giảng. Anh ấy đang trả lời. Anh ấy đang trả lời. Đây rồi. Không, anh ấy vẫn đang viết câu trả lời. Ồ,
Ồ, vâng, anh ấy đã đồng ý rồi. Hoan hô. Chà, không mất nhiều thời gian nhỉ. Wow, nóng quá đi mất. Hẹn hò sao? Vừa đúng lúc. Xin chào. À, nóng quá đi. Mình nói với anh ấy rằng nếu bạn quá mệt khi làm chủ nhà thì chỉ cần kiếm một bé mèo thôi. Mình rất xin lỗi, mình xấu hổ quá. Đó là câu chuyện thực sự hài hước đây. Bạn thích video của chúng mình không? Bạn có tin bây giờ ai cũng có thể rơi vào tình huống khó xử không? Thế thì hãy like video này, đăng ký kênh của chúng mình và đừng quên bấm vào chuông nha. Hẹn gặp lại!